Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ review cho các bạn về dự án Orbit Transfer. Đây là một dự án về quản lý tài sản của bạn khác nhau. Tương lai sẽ thể hiện sự đơn giản và tự động hóa các dịch vụ. Hiện nay thì dự án, đây là một thế hệ mới của các định chế tài chính. Orbit Solution sẽ xây dựng một blockchain độc đáo với hai đồng tiền được sử dụng để rút tiền, chuyển khoản không mất phí, lưu trữ, chi tiêu và đầu tư tiền và tiền điện tử qua NFC Mobile App, phần mềm máy tính để bàn, Orbit Card sẽ có trong tương lai. Đây là video trình bày về dự án Orbit. Về phần thông tin về dự án Orbit Blockchain. Hiện nay thì đang cung cấp cho khách hàng công cụ với phép nhảy vọt lên blockchain 5.0 an toàn hơn, có thể tạo ra sự phối hợp giữa các tiền điện tử và thích ứng với nhu cầu cụ thể của chúng, tách và liên kết lại, cho phép lưu trữ dữ liệu nhanh hơn và dễ dàng hơn trong một vũ trụ có cấu trúc phức tạp của đồng tiền Orbit. Tương lai của fintech chuyển khoản Orbit, Orbit Solution sẽ có các kế hoạch lớn để tung ra các nhánh vật chất trên khắp thế giới. Họ sẽ đầu tư trang bị máy ATM để phục vụ và hỗ trợ ảo dựa trên AI. Các chi nhánh của Orbit sẽ cung cấp các loại hình tài chính bao gồm thanh toán, chuyển khoản, rút tiền, gửi tiền và đầu tư. Sẽ không có khách hàng nào cảm thấy thất vọng về phí giao dịch, thời gian lãng phí và dịch vụ khách hàng xấu. Thanh toán, kỹ thuật số hiện đang phát triển nhảy vọt và đó sẽ là những gì mà mô hình làm việc của dự án. Đây sẽ là một giao dịch sáng tạo phổ quát liên quan đến cả fiat và tiền điện tử đã khá tồn tại, không tồn tại đến nay. Vì vậy, họ đã tìm ra cách lấp đầy về khoảng trống này bằng cách giới thiệu dự án chuyển tiền và đầu tư vào Orbit. Giải pháp Orbit sẽ đó là các khoản đầu tư và giao dịch được quản lý bởi chuỗi các ngân hàng và các tập đoàn kiểm soát quyền truy cập, hoạt động thông minh bạch và luôn cắt giảm tiền của bạn. Và hiện nay thì giải pháp của dự án này sẽ là khi bạn tham gia vào ISO, bạn sẽ đăng nhập vào hệ sinh thái và có thể quản lý tài sản của bạn chỉ với một điện thoại thông minh hoặc máy tính kết nối Internet. Với thanh toán di động NFC của Orbit này, đồng tiền Orbit sẽ là tiện ích. Nó sẽ ổn định về giá và được sử dụng để thanh toán, lưu, chuyển khoản mà không mất phí tài sản. Tiền bảo mật Orbit sẽ được phát hành công khai cho các nhà giao dịch và giao dịch tiền điện tử. Người dùng có thể chuyển đổi tiền điện tử hoặc tiền fiat thành tiền Orbit và quản lý thông qua các ứng dụng phần mềm máy tính để bàn. Việc này sẽ được hỗ trợ 24/7. Các bản white paper của dự án như là chuyển tiền và đầu tư trên toàn cầu của Orbit. Công ty sẽ cung cấp các dịch vụ chuyển tiền, thanh toán và đầu tư. Và white paper có bằng khá là nhiều tiếng như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức, v.v. Nay về thông tin ICO sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 29 tháng 10. Với đồng tiền được bán đến hiện nay là 4.011.314 global. Kết thúc sẽ vào ngày 29 tháng 10. Tỷ giá 1 Orbit sẽ bằng 0,5 euro. Tiền tệ được chấp thuận Ether, Bitcoin, Euro hoặc USD. Số vốn tối thiểu sẽ là 500.000 euro. Hiện nay chỉ còn 96 ngày nữa để có thể tham gia đăng ký vào ICO. Các bạn mua càng sớm sẽ càng nhận được nhiều ưu đãi. Đây là các giai đoạn về tiền xu sẽ được hỗ trợ. Ví dụ như bạn có thể mua những món quà như là bằng các đồng tiền Orbit. Đây là về phần sơ đồ phân phối và sơ đồ sử dụng bán cái đồng coin. Lộ trình của dự án. Hiện nay lộ trình của dự án rất là chi tiết ở trên website. Dự án thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2017 bắt đầu dự án Orbit. Hiện nay thì trong bắt đầu từ tháng 5 tiến hành ICO và sang đến tháng 8 sẽ tiến hành đóng ICO. Sang tháng 11 sẽ phát hành bản nền tảng trên máy tính để bàn di động Orbit và ứng dụng di động Wallet và Orbit Mobile. Sang năm 2019 sẽ trình bày dự án Orbit Philanthropic. Hiện nay thì dự án được hỗ trợ bởi một đội ngũ mạnh mẽ và thông minh như là nhóm của Orbit kết hợp niềm đam mê cho công nghệ, công nghiệp, phát triển web, tiếp thị và ngân hàng với sở thích cá nhân, một sự pha trộn khiến chúng tôi yêu thích công việc của mình. Hiện nay thì đội ngũ của dự án bao gồm rất là nhiều các thành viên như ông Mahai Turu,
Oscar, Victor và khá nhiều các thành viên khác của dự án. Đây là nhóm phát triển của dự án. Bạn có thể tìm thấy thông tin về OpenInfo qua ISOBand, LinkedIn, Medium, ISO Daily và các thông tin công cụ khác. Dưới đây là một vài các câu hỏi thường gặp về dự án. Để liên hệ với Opit, các bạn có thể liên hệ qua email contact@opitinfo.com hoặc qua Telegram, Gmail. Cảm ơn các bạn lắng nghe video và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.